chịu. Anh nói mà anh không hiểu nữa, mệt quá đi. Đã chơi trai nó mệt rồi nè. Nó nói thêm nha, không hiểu quậy đi lên cộng đồng mạng nói chi. Ừ, em không theo trai lên mạng nó nói làm gì. Khi mình ngủ đi, khi ngủ sớm mẹ ngủ với trai, nó nói thêm nha. Rồi nó ngủ đi không nói nữa. Vợ chồng sống cực khổ mấy năm trời không một lời, em than trách vậy mà giờ em đem em ra làm vậy, theo trai làm vậy chứ. Ừ, anh muốn làm, muốn gì làm gì thì làm đi, mày cũng biết rồi, còn em có hay không thì em chỉ cần ơi chỉ cần ông trời biết, ông trời đánh hay điện giờ biết gì. Nói chuyện với anh em cũng đủ biết em có thay đổi hay không rồi. Vậy rồi cuối cùng ai thay đổi? Nó theo trai, trai bỏ con hay nó thay đổi cho anh. Làm gì làm đi, em ngủ trước là chặng đó về đó, em ngủ đó. Thế là đó nói thêm nha. Ờ, nói thêm nha, nói thêm nha. Cái chuyện ly dị vậy cũng đem hỏi người ta nữa hả? Ý là vậy là gì em hỏi mấy anh đó. Thì anh khù khờ phải hỏi chứ, biết mẹ ví dụ này phải hỏi người ta mới biết được chứ. Trời ơi, muốn biết chữ cũng phải đi học chứ. Đã theo trai bắt con, đủ bắt con vậy đi mua thuốc gì xài rượu cho nó uống hả? Cũng bụp vô cái băng mặt hai đứa nó rồi chở cái chuyện giỡn. Để gặp hai đứa nó là bập thiệt á. Không nên quá tưởng như dịp người vậy. Bây giờ đọc tin nhắn lên coi coi. Nhắn hôm qua nay mưa vậy đó. Rồi đi kêu rồi. Gì liên quan minh chứng vừa có thiệt ta mới nói. Người ta nói đâu quen. Thôi. Nhắn nói gì? Con Hạnh nó nhắn tin đúng không? Nè, nhắn nhiều lắm, đọc không hết. Chị đọc tin nhắn chịu khó đọc. Đọc từ trên dưới luôn hả? Đọc trên đâu bên này sao không đem ra ngoài đưa ra ngoài nắng chát thì được không, không có chát ngồi não hay không có tắt luôn. Ngồi lên kia kìa, ngồi lên cái bàn đó, ngồi qua lại ngồi đó đọc cái nhắn ra rồi chỉnh cái gì đầu sáng hết ra rồi đọc cái gì nhắn cái gì. Ngày mai em nhắn là ngày mai em có làm đơn ly dị. Đi không để anh biết, anh đi công chuyện là em nói đi em đi làm nè. Cái nói đi đâu đi. Đi đâu đi đi. Cái em nhắn là em không làm đơn. Cái em nhắn là anh không em không làm đơn ha. Vậy em không ly dị nữa ha. Vậy là em về với anh hả em? Đó là em nhắn nha. Rồi tới giờ nhắn là em sẽ gửi đơn ra tòa rồi. Tòa tự giải quyết, em hiểu hết rồi. Về làm gì nữa? Ủa anh có coi video chưa? Ừ, chụp hình cái là à, chụp hình cái hình đúng không? Chắc cái em nhắn là em hiểu gì nói anh nghe đi. Ừ. Sao vậy em? Bây giờ em nhắn là em kêu anh coi video đi, mà nếu anh là em, anh sẽ lựa chọn sao? Ừ. Cái em nhắn là chưa. Thôi anh không coi nữa đâu, mệt mỏi quá trời rồi. Ồ, có ơn nha. Ê, sẵn trong bộ của anh giùm đi. Ừ. Nhân ra. Để lát mà không vô tụi ăn. Ồ, lát tàn. Thôi nói đi, đọc đi. Rồi, nó video nè. Video nó gửi nè, video gửi là đọc được. Video gửi là đọc không được. Mà có chụp hình gửi qua, là video của ai, tên của ai? Video tên là... anh Minh Tâm. À, không phải. Hả? Không rồi, bỏ cái chữ đó đi. Đâu, trên này nè. À, mẹ ruột năm con. Về bắt các con đi. Bán lấy tiền. Hình phi. Nuôi trai. Là ăn chơi. Ông bà nội nói đó đúng cái không? Cái đó là clip là ông bà nội nói. Mà chính xác vậy mà. Có con. Khai mà. Có con. Mà chính xác là ông bà nội có nói. Cái đó là clip ông bà nội nói. Sao đúng rồi. Vậy? Chính xác mà. Rồi, tiếp tục. Khi giờ nhắn là họ tốt quá. Anh lấy họ về ở đi. À. Lấy mà anh về ở á. À. Được không sao ở chung nhau được. Đúng, có đúng bậy. Sao được, đúng không? Rồi tiếp tục. Lấy BD hả? Đúng. Cái em nhắn là em đừng nói gì nữa, anh mệt mỏi và buồn nhiều lắm rồi. Rồi. Anh cái em nhắn là anh lấy mình em thôi, chứ anh không lấy ai hết. Rồi. Cái rồi nhà giờ em nhắn là rồi anh giao con cho tụi nó dẫn đi đi. Úi, dữ vậy.
Cái em dẫn đi. À, cái em dẫn đi thôi. Cái bây em giờ nhắn... dám không? Dám không? Tôi dẫn về tôi nuôi luôn. Cái em nhắn là tụi nào dẫn dẫn đi. Gì nữa đây? Em nói gì vậy? Bây giờ em nhắn là mà mẹ anh nói anh ra đón con sớm, sợ em dẫn con đi rồi bán con cho nhân tình hút thuốc. Mà đó, có không? Cái đó ông bà nội nói. Vì không có nói. Cái đó ông bà nội nói. Cái em nhắn là gì mà tùm lum biết đầu quá. Rồi. Cái giờ em nhắn là tôi nào anh tự biết. Chứ sao hỏi em. Để nó quay clip. Anh dám giao con khi không có người thân bên cạnh. Lỡ như nó bắt cát con đi rồi. Đổ lỗi cho em. Chắc anh cũng tin. Anh có xem cái clip chỉ có tôi với nó... anh có xem cái clip có tụi nó với ba đứa con anh không lớn nhỏ muội nó mới nhắn tin em nè kêu em ra minh oan để nó quay lên nè kêu em lên đính chính chống lại mẹ anh rồi nó kêu mẹ anh chống lại em rồi nó có gì có lợi còn là anh nói... ý là đang nói anh em của tụi mình đúng không? À, của có là lần bữa mà nhắn tin với nó đó rồi. Là nó nói là bây giờ nó đang bêu tiếng xấu cho mình với lại bên phía nhà nội đây nè. Là có lợi. Hôm bữa nó nói á thì mày có nói rằng là em muốn mà phản biện á thì em gặp trực tiếp ông bà nội hay gặp trực tiếp Nhật á, những lời nói đó là của em nói của ông bà nội nói Nhật nói đúng không? Đúng. Thì là ý của mày là muốn gặp nó một lần nữa để cho mày muốn giải thích cái gì thì giải thích. Không phải, nó kêu em á là nó nhắn tin cho em trước là nó nói là những cái lời nói của ông bà nội nói là sai về nó hoàn toàn. Nó muốn là muốn gặp anh muốn nó muốn đứng lên nó nói nó này thì em nói là ừ thì em sắp xếp đi cho anh gặp. Thì bây giờ nó muốn đính chính, nếu ví dụ nó là một người đúng thì nó phải dám gặp anh em mình. Ừ. Đúng không? Nếu mà nó coi cho những cái lời nói đó của ông bà nội nói về nó là sai sự thật thì nó phải gặp. Chứ còn nếu mà nói đúng thì nó mới im. Là nó chỉ chụp có khúc sau đó gửi qua cho Nhật đó ha. Nó chụp khúc sau nó gửi, còn nguyên cái đầy đủ nè, muốn sau á thì em sẽ sau hết từ đầu đến đuôi tin nhắn của em và nó nhắn từ đầu đến đuôi không thiếu một cái tin nhắn nào hết, nó nhắn cho em. Yeah. Chút xíu là đưa cho Nhật coi tin nhắn rồi nói với Phi này là biết liền như đó. Hồi nãy em cũng có đưa lên cái clip trước đó. Tiếp tục mình cứ đưa lên. Rồi tiếp tục đọc đi anh. Tới đâu rồi ta? Tới cái đoạn mà nó kêu là có lợi cho gì anh em à. Dạ rồi có lợi bằng chính bản thân. Ừ, tiếp tục cứ đọc hết lên, cứ cho khán giả biết. Sau đó. Mẹ. Đi khúc nào rồi? Cái khúc mà coi như nó nói là coi như ba mẹ nói là khiêu khích hai bên gì đó đại khái là vậy đó. Kéo một trên đây chị vậy? Ờ kéo lại đi từ từ đi, đọc tình bình tĩnh. Cứ cho khán giả biết hết. Nó cần thuốc qua đầu Nhật là nói anh em dẫn con đi là vui cho nó bắt cóc nữa ghê thì. Là cái loại này kêu em lên đính chính chống lại mẹ anh rồi nó kêu mẹ anh chống lại em rồi nó có lợi. À. Còn em và anh gia đình tan nát. Rồi, bây giờ tóm lại rồi ngưng cái đó. Thế bây giờ sao Nhật không hỏi là còn cái gì nữa đâu mà không tan nát, em bỏ em đi như vậy được còn tan nát cái gì nữa? Luôn nếu mà muốn người ta không biết thì thà đừng làm. Đã làm trên 2 tháng trời bỏ con bỏ cái bỏ chồng đi hết 2 tháng trời, cũng chính là con bé Hạnh này nó gọi cho Huỳnh VTV và các cả các anh em nữa nha. Đó, lực tàn hải đòn có mặt đàng hoàng thì nó gọi xong nó về đây nó chửi banh chành đấy rồi nó đi bây giờ nó lại nói nó nhẹ lại với Nhật để nó ý đồ nó là như thế nào. Chắc ý đồ bây giờ nó kêu em là anh em mình là khiêu khích của ông bà nội nhờ tụi mình qua để quay lên nói sự thật, còn bây giờ nó muốn đính chính, nó muốn là coi như cái sự việc của nó thì nó gặp anh em mình nữa thì để nó nói chứ đúng không, chứ đâu phải là em phải khích nó. Đây tin nhắn còn y nguyên không xóa một tin nhào của em hết. Đó, em có thích sâu cho cộng đồng mạng biết luôn. Chứ đừng có nói cái kiểu mà coi như nói em là em hơi bị cay rồi đó. Rồi, Nhật tiếp tục đọc hết đi em. Xong rồi nó nói là nói mà không hiểu gì, không hiểu tức gì đâu. Cái em nhắn là mấy ông YouTube người ta là người tốt, giúp đỡ cho con em, giúp cho anh đầy đủ tiền và vật chất. Cả đời cũng không có được. Mình nên mang ơn người ta chứ đừng phủi ơn người ta. Cái giờ em nhắn là vậy sao, từ đâu mà anh có nghĩ không dạy anh. Rồi nhắn tiếp là mà thôi kể công đó. Ý là không, Nhật nói là coi như là nếu mà không có các anh em YouTube đăng tải truyền tải thì tất nhiên là Nhật sẽ không có ngày hôm nay và các con chắc chắn sẽ đói đó. Là Nhật hôm bữa giờ là coi như là chia sẻ là các con được nhận hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân là do anh em mình đăng tải. Nhật nói tiếp tục nó đã nói gì giờ con nói. Dạ em nhắn tiếp là mà thôi em cũng lưu lại được mấy thứ mà em cần rồi. Cho lưu thoải. Cái xong em trả lời là lưu gì, cần gì với em. Xong vợ em mới nhắn là nhưng những thứ mà anh đang có là người vợ bên cạnh anh lúc cực khổ bao năm
anh là gia đình anh đem ra bán mới có được, ý là bán vợ em mới có được. À, bán vợ hay là em tự động ra đi? Đó là tự động đi. Phải nói rõ ràng nha nha. Nói vậy là gài rồi. Nếu ví dụ như thằng chồng em mà nó không lên mạng cộng đồng mình, nó tìm nó, cái sự lo lắng của nó dành cho em rất lớn. Vì lý do là nó không biết em sống chết ra sao trong vòng 2 tháng trời, không biết em là như thế nào, cho nên nó mới nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và tìm em nha. Nó nếu mà thật sự một người không thương em á thì nó lấy con khác đại rồi, chứ không cần phải nhất thiết phải đi tìm em đâu. Ví dụ mà không nhờ anh, em đâu biết vợ nó đang đâu. Đúng rồi. Tới giờ luôn. Thật sự đúng không? Chặn số điện thoại, Zalo, Facebook chặn hết, sợ em nhắn, sợ người đó ghen sao. Biết nó năm sáu đứa con sao. Đúng rồi, rồi nói tiếp đi. Chứ bực nó không được luôn, nóng thiệt chứ. Rồi nói nữa đi, cứ đọc hết. Xong em nhắn là anh không hiểu gì hết, nhức đầu quá trời ơi. Cái nó nhắn gì, anh cần chứ anh. Anh làm mà không hiểu gì, anh ơi là anh gì. Cái em nhắn là cần cái gì vậy. Cái nó nhắn đến khi nào anh mới nhận ra đây. Giờ nhận ra đó, nó đi đó. Cái em nhắn là mà hiểu gì, nhắn gì em nói rõ anh mới biết. Thì mấy thứ em cần buồn buồn đem ra coi. Rồi vậy em hỏi anh có coi mấy cái clip mà em gửi qua cho anh chưa. Cái em nhắn là buồn buồn coi gì vậy, chưa mà gì quan trọng không. Nó nói vậy thôi. Em nhắn cái gì vậy thôi, vậy nói anh nghe, em nghe câu em. Cái vợ em nhắn là khi nào tòa mời anh thì ra ký đơn nhé. Cái em nhắn là ủa nói anh không hiểu, nói gì, khổ thân tôi mà, chưa chài khổ thân. Xong rồi em nhắn là sao tối ngày em đòi ký đơn ly dị hoài vậy, em muốn ký đơn ly dị lắm hả em. Cái gì em nhắn là vậy, em muốn làm nhục em đến bao giờ, tự nó làm nhục nó với ai. Tự nó làm nhục nó chứ ai làm nhục nó. Đó. Anh cũng đã có đầy đủ rồi. Đó còn không chịu tha cho em nữa ha. Chứ không chịu, không lấy gì nói không chịu tha cho nó yên tĩnh, nó yên ổn hơn. Nói gì à, chịu tha nói cho em nữa, đúng không? Bán em nữa anh ơi, đừng bán em nữa anh ơi. Thì nó cũng bán thân cho nó cho thằng khác rồi. Để nhịn. À, nó bực nữa rồi. Nghe em tức nữa rồi. Cứ anh ơi, em cứ. Xin anh hãy để cho em được bình yên bên người em đang ở. Đó là em nói thêm chứ phải bạn nó nhắn. Em tức nói thêm vô. Nói thêm cũng đó. Cái này nói thêm. Xong rồi em nhắn là nếu ký đơn ly dị mà con anh được bên em là mẹ, vợ chồng mình bên nhau thì nên ký. Còn cái kiểu mà ký đơn ly dị mà vợ chồng con cái mỗi người một nơi. Ba mỗi người một nơi, bộ em muốn lắm hả? Cái gì em nhắn là vậy mẹ, anh không muốn em về nữa, em về làm cái gì? Đang trong thời kỳ mới chơi mà về gì? Nói thêm à? Nói thêm. Cái nào nói thêm thì nói nha cha. Em nói thêm. Rồi dạ em mới nhắn cái này, cha mẹ anh không muốn em về, nói em nói xấu gọi là không biết mình đang tạo nghiệp luôn à, nó ý nói ba mẹ em đang tạo nghiệp. Đó, ghê chưa? Má gì cha chửi luôn mà vợ chồng. Rồi tiếp. Chờ đánh chết. Dám phủi ơn mẹ em đã từng nuôi ăn đẻ năm mặt con. Con người gì không tốt. Phủi ơn. Nó nhắn nữa hả? Dạ không á. Còn... Em nhắn lại là nói tóm lại cho em hiểu, khi nào mà em về đây với con với anh là sẽ không có clip nào lên trên mạng hết. Và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Em hiểu không? Em không về là còn dài luôn đó. Cái xong rồi gì, cái ông vợ em nhắn là thì anh cứ lên coi đi, nếu anh là em anh có về không. Chắc như em về đâu phải như nó đâu vậy con, chứ nó thì cha là nó đâu về được đó, là em nói thêm nha. Rồi okay, việc rồi à, chả mẹ à, mẹ em đâu có nói anh hay chửi anh đâu, vậy mà trưa này anh vô thấy cha mẹ em anh bỏ về gì là sao, bỏ về muốn vô. Ừ cứ làm cứ diễn đi em xem mà. Trời ơi, tự nó làm tự diễn tự nó xem này, nói thêm nha. Nó nào nói thêm mình nhớ nó nhắc nha. Tùy gia đình anh thôi, thì anh cứ lên xem đi là hiểu à. Anh nói với mẹ anh khi em còn ở đó em có làm gì sai mà mẹ anh đặt điều nói xấu em đến vậy. Cái em trả lời là em đừng nên nói với người lớn, bậc làm cha làm mẹ, mà bậc làm cha làm mẹ nghiệp này nghiệp nọ mang tội nha em.
nhờ cha mẹ anh mà em mới có được người chồng sống chung 7 năm cùng em. Rồi bên kia trả lời. Cái xong là vợ em nhắn là sợ em về bắt con đi bán, nói em theo trai. Thấy trai đúng rồi. Nó nói thêm nha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nằm phỏng với trai thì năm người ta thấy người ta mới nói, thì nó nói thêm. Rồi nói oan mẹ em nữa chứ. Em sống vì con, cái em nhắn nè, cái em sống vì con vì chồng. Chuyện khác đừng quan tâm tới nữa. Em chỉ biết chồng con em thương em là không bỏ em. Không bỏ em chứ dù bất cứ chuyện gì là được rồi, là em nói. Nói gì ai nói đâu, cái bà đi, chỉ nghĩ chồng con được ok rồi. Mà đâu có nghe đâu. Rồi, tiếp tục. Xong giờ em nhắn là vậy sao anh? Ừ, nếu anh nói vậy thì anh ở vậy đi. Đừng ở với ai hết. À. Có ở nó cũng đi à. Không ở nổi đâu anh. Ngứa quá ở không nổi gì. Nói thêm nha. Nếu mà cha mẹ anh nói đúng em không tức, còn lần này sai lại càng sai. Không biết này đảo ngược lại nó thì tin. Đảo ngược lại hả? Này nó thêm nữa. Vậy sao thôi, có nói cũng vô ích. Thôi người không muốn nói gì cũng vậy. Ok. Ok luôn. Nó nói ok anh nhé. Bên bản trả lời ok anh em nạp, luôn hả? Này nó nói là ok anh nhé. Em nạp đơn ra tòa. Anh ra ký nha. Đó. Để cho em cuộc sống yên bình để còn đi theo thằng đó vui chơi này, nó thêm em nó thêm. Ý là vậy em nhắn là để cho em cuộc sống bình yên để con đi làm ăn nữa. Là đi làm ăn với thằng đó nữa. À, hiểu không? Đó nó thêm nha. Cái đó là cái nào mình thêm cái nào à. Là ok đúng không? Còn giờ ai nói gì nói, em vẫn theo trai. Đó là em thêm nha, em biết thôi em thêm. Rồi, tức okay. Nó nói gì giờ. À, còn giờ ai nói gì nói, đơn là phải ký. Ông ký không? Chắc này suy nghĩ lại quá, đéo ký luôn quá. Ông ký luôn. Anh không ký, tòa cũng sẽ ký. Tòa nào ký? Ai biết nè, nắng nè. Anh không ký, tòa sẽ ký trong 3 lần vắng mặt. Tòa sẽ ký thôi. Vậy là có tham khảo qua cái vụ mà. Tham khảo hết rồi. Quân sư phía sau mà. Sao tư vấn rồi. Là nó quyết định rồi. Nghĩ sao chuyện em về với anh. Nghĩ sao chuyện em về với anh là nó không về đây nữa. Là không bao giờ về nữa. Mà phải kêu mấy ông YouTube xuống quay. Chi vậy? Rồi có ký đơn anh cũng kêu YouTube xuống quay. Ủa, chi vậy? Em nhắn là bản tánh của em sống hơn thua và sống hơn thua quá, sống vậy có được gì không em. Nhưng riêng anh thì khác, anh chỉ cần mỗi ngày nghe con kêu tiếng cha ơi, được ăn cơm vợ nấu là cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ rồi đó em nhắn. Còn chuyện thị phi ở ngoài đời thì mặc kệ đi, quan tâm tới được gì đâu, còn quan tâm tới vợ con, cảm thấy hạnh phúc là rất là vui. Nó nhắn là lúc em đến với anh YouTube có, lúc anh đến với anh có YouTube quay không, lúc em đi có YouTube quay không, mà bây giờ em về lại có YouTube xuống quay. Vậy lúc đăng ký kết hôn có kêu YouTube xuống quay không, mà giờ ly hôn phải kêu YouTube xuống quay. Họ làm gì mà ra điều kiện vậy? Xin lỗi cha mẹ em chưa chắc làm được vậy. Sao Nhật không nhắn lại là không có mấy anh YouTube bây giờ thì anh cũng chích đói rồi. Tại vì anh bận tâm đến em, em đi với anh không có thời gian để anh làm việc á. Các con anh đang quấy rầy nè, các con anh đang ốm nè. Vì sao mà nó nói tiếp à? Cái nó nói nhiều quá, sao nhớ. Anh cũng có khẳng định em đi theo trai mà. Giờ khẳng định thật sự luôn theo trai đó. Mình nhìn ngay màn hình à. Khẳng định em theo trai đó, làm được là sao? Làm gì được cao. Theo trai đó, theo trai. Lẻo lự ghét thứ bỏ con theo trai thấy là không ưa rồi, phải loại bỏ ra khỏi xã hội này rồi. Nếu nhiều quá em theo trai mà giờ kêu em về chi nữa thì giờ khỏi về luôn đi, theo trai theo đi về chi nữa. Anh nói mặc kệ thị phi, vậy tại sao anh không nghĩ lúc em bị thị phi nói đó, phải anh suy nghĩ như ngày hôm nay là tốt rồi. Đâu đến nói phải khổ vậy, chồng sao vợ sao chồng.
tự nó đi theo trai mới cặt, theo bỏ con bỏ chồng giờ nó như vậy. Đặc biệt là phải không cắt tía nó thiệt chứ. Phải không cắt á, à đeo cắt thì chịu chứ phải không. Anh nói mà anh không hiểu nữa, phải mệt quá đi. Đã chơi trai nó mệt rồi nè. Đó nói thêm nha. Không hiểu quậy đi lên cộng đồng mạng nói chi. Ừ, em không theo trai lên ngoài nó nói làm gì. Kim ngủ đi, Kim ngủ sớm để ngủ với trai, nó nói thêm nha. Rồi nó ngủ đi không nói nữa. Ờ là ngủ với trai không? Là anh nghi vậy sai rồi. Anh nghĩ chắc em sẽ im không nói gì à. Thì anh nghĩ thôi. Em xin lỗi anh nha. Cái đó anh về nói với mẹ anh kìa. À, trời, chửi nói chuyện không có kìa. Hơn thua với con dâu khi không đúng sự thật kìa. Chứ em không có tội tình gì phải vậy. Tội theo trai là tội nặng nhất. Anh là chồng em, anh còn không tin em, huống chi ai. Thì đúng rồi, chồng không tin, biết hiểu con người như thế nào, chồng không tin. Mà nói tới lúc tức anh thiệt, vợ chồng sống cực khổ. Mấy năm trời không một lời, em than trách. Vậy mà giờ em đem em ra làm vậy, theo trai làm vậy chứ. Ừ, anh muốn làm, muốn gì làm gì thì làm đi. Mày cũng biết rồi, còn em có hay không thì em chỉ cần... ơi chỉ cần ông trời biết, ông trời đánh nó liền giờ nè, biết gì. Đừng khó, đừng khó. Và cha mẹ em, à, chính bản thân em biết là được rồi. Ừ, ba mẹ nó biết rồi, nó biết được rồi, còn gì biết nữa mình mệt nó chi. Dạ ơi! Cho nó ngồi lòng mày đi. Nói chuyện với anh, em cũng đủ biết anh có thay đổi hay không rồi. Vậy là cuối cùng ai thay đổi? Nó theo trai bỏ con hay nó thay đổi trai? Những gì em muốn tìm hiểu em cũng đã làm rồi, giờ cũng có câu trả lời. Anh có thay đổi không rồi vậy? Anh làm gì làm đi, em ngủ trước là chặng đó về đó, ngủ đó là hết rồi đó. Nói thêm nha. Ờ, nói thêm nha. Cái chuyện ly dị vậy cũng đem hỏi người ta nữa hả? Ý là vậy là gì em hỏi mấy anh á, thì anh khù khờ phải hỏi chứ, biết mẹ ví dụ này phải hỏi người ta mới biết được chứ. Trời ơi, muốn biết chữ cũng phải đi học chứ. Cái sao mà cái gì nó nói nghe, em mẹ nói gì, em nó mà anh sợ là so gì, nói nghe coi, lúc nào anh cũng nghi em theo thằng này nọ hết, vậy anh không cho em, vậy anh không cho em bắt con đúng không? Vậy anh không cho em bắt con đúng không? À đúng rồi. Đúng rồi, cái nào đúng nó đúng. Đúng luôn. Đúng. Là hết rồi hả? Ta theo trai bắt con, rồi bắt con gì đi mua thuốc kia xài rượu cho nó uống hả? Đừng bập vô cái bản mặt hai đứa nó ở đó, chuyện giỡn. Đừng để gặp hai đứa nó là bập thiệt á. Tội đi, con đang bệnh nóng, xanh lè nhỏ nóng mà bông mình mấy nổi bông nó qua. Rung ra. Mở mắt không nổi luôn, vô thấy mà em sợ luôn, sợ xanh lè luôn á. Đành đạn bỏ con theo cái thằng nó cặt dơ đó, thằng đó. Con nó núm ruột lẻ ra nó biết đau. Mà ly bỏ gì? Con người không biết con thú nữa. Con gà nó đẻ ra mà con lúi mày nó còn khều khều như vậy nè. Đó, con chó ai là đụng con nó còn phập đấy. Con chuyện nhỏ này. Nó biến đâu biến luôn đi. Không muốn thấy ra mặt nó nữa. Gì cặt bỏ con thấy không phái rồi. Đang bức xúc. Chị xua. À, tôm chưa? Đây là những cái ngày đầu tiên tôi còn mong muốn vợ về. Có nghĩa là hy sinh là vì con thôi. Còn bây giờ là nếu mà giờ ra tòa ly dị mà vợ bắt hai đứa con nuôi, Nhật nuôi ba đứa là Nhật giao hết, Nhật không. Giao cho vợ không? Thà vợ bắt hết luôn năm đứa. Còn bắt thôi đem nuôi hết. Nó bắt gì nó bắt. Nếu mà bắt năm đứa về đâu có rảnh được. Mà cũng phải mà vì con em không phải làm bằng được hết mà. Cỡ cũng làm được hết. Nuôi con em nhưng học nuôi lớn hết năm đứa. Bằng là cỡ nào cỡ. Giá hết sức cũng được. Đúng rồi, nuôi hết năm đứa chứ không cho bắt vô hai mà quá đứa. Tại mấy mấy đứa nhỏ này nè. Chị em nó cũng ít nhà nó quen rồi.
nó đi mỗi đứa nó nhớ nè, nó nhớ ăn cơm nổi nó bệnh hoạn nữa, tội nó lắm. Tại bắt hết năm đứa, không bắt hết năm đứa để em nuôi hết. Vụ gì chứ mấy đứa con là mấy đứa gái, bốn đứa gái mà sau này nó sống mà cái cảnh gặp cha dượng nữa mới khổ nữa. Tội rồi ba đứa kia đi, hai đứa này nhà nó kiếm nó heo lớn thằng nhỏ đâu giàu nhớ đi vòng nó kiếm không ngủ. Rồi cái đoạn hội thoại bữa nay đó có muốn anh em đăng lên xã hội mạng xã hội không? Muốn chứ, mất muốn luôn, đăng liền. Là ý của em đó ha. Muốn đăng liền có thì luôn. Lấy của anh Nhật là coi như muốn cho anh em đăng lên. Mọi vấn đề thì này kia là bên vợ nói gì này kia là anh biết hết mọi chuyện rồi ha. Anh em là truyền tải lên á. Nhật đang bức xúc mà. Em biết hết mọi chuyện vậy, em nói thẳng luôn đó, không cần cái đó nữa. Không cần nó về nữa. Thứ đàn bà gì không cần nữa. Còn thứ đàn bà đó có lối em là đồ bỏ. Thì mình trân trọng những cái gì mà quý giá để mang đến cho gia đình đúng không? Còn như đàn bà mà, như đàn bà mà cái bản tính như vậy là coi như là đồ bỏ của em thôi. Ví dụ mới đẹp cái nào cũng là đồ bỏ của em. Cũng là đồ thừa của em thôi. Thì đó, cô bác cũng vừa nghe lời tâm sự của Nhật nha. Mà Lực Tàng cũng không dám lên tiếng một tiếng nào luôn. Thì cô bác cũng có thể nhìn thấy đó là xin phép Nhật để được đăng lên trên mạng xã hội. Thì Nhật có yêu cầu thì anh em đăng lên. Hạnh nghe được. Cái đó là cái chuyện của Hạnh. Còn cái sự bức xúc của Nhật đó là nó nói gì là nó nói là nó mong muốn anh em đưa lên. Đó. Lực Tàng không tham gia một lời nói nào trong cái câu cái bài bình luận ngày hôm nay cả. Đi đi vô vô bấm bấm cái chặt. Lực Tàng sẽ tiếp tục truyền tải khi mà Nhật có yêu cầu. Lực Tàng đã cập nhật cho mọi người để mọi người nắm bắt nha. Rồi, bây giờ cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.